Hello mọi người, nay mình test cho mọi người dạng độc dược loa, chẳng biết gọi là gì, loa vi tính kim CD MD tuner FM đủ kiểu, dạng Sony nha, dạng như là của người ngoài hành tinh. Xem cái loa này, đọc chưa, có giải mã vi tính luôn, giải mã dùng chip Pro của thứ thiệt luôn. Đó. Mở cho mọi người coi nha. Hello, chuyển qua CD nha. Function. Ok. Rồi, play xíu nha. Mình cho mọi người coi những cái chức năng của con này. Mình bấm trên đây cho mọi người dễ thấy. Function nè, thì nó có CD, nãy là tuner FM nè, AM nè, optical từ TV nè, MD nè, USB giải mã từ laptop nè, tab nè, đó CD, và có audio in nữa mọi người. Audio in là từ kết nối jack 3.5 điện thoại qua đó. Mình qua qua cho mọi người xem nha. Chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư, chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga, trời chiều lộng gió, hôn nút đường tàu, lất phất mưa bay. Ga vắng thưa, chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Bâng khuâng tôi mơ phút giây cùng sánh vai anh chung lối về. Xuống đến quyến luyến áo anh quyện lấy bước chân hai chúng mình, rồi vạn niềm nhớ lâng lâng xuyên sao hồn tôi. Cõi ngân tiếng dài kia tàu về bến, xôn xao người gọi nhau. Từng người xuống, người có đôi. Tôi có trông mà chẳng thấy anh đâu. Buồn muốn khóc trong mưa. Phải là anh thơ thân mình tôi lê từng bước nhỏ về trên lối xưa.
thôi bay, trời sầm sập tối như hồn tôi đây. Ngơ ngác chim bay tìm về tổ ấm, dưng dức gọi tàu chuyến bến sân ga, lẻ loi trên trời vì sao đêm sớm vun vút trời mây. Ok, giờ mình mở qua bên cái laptop này cho mọi người nghe nha, bằng cái dây USB nha mọi người, dây USB nha. Ok, đó, giờ mọi người xem cái đầu ra nè, speaker nè, Behringer Japan PCM2702 nha. Chỉnh qua USB đâu, chỉnh bên đây qua USB đây. Ok. Hỏi đã xanh diêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao định trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ai ẩn bây giờ là nước trời đừng bão tố
đèn mơ. Ok, mình test tới đây thôi nha mọi người. Vàng này là cực hiếm nha, cực đẹp luôn, mới tinh. Mọi người mà muốn mua hàng thì liên hệ số điện thoại nhé, có Zalo luôn.